Vì sao bạn mãi nghèo? Thì đây là một trong những cái tư duy mà các bạn nghèo hay gặp phải. Và các bạn thử xem mình có phải đang gặp phải những cái tình trạng như vậy hay không? Tại sao cái người giàu, tại sao cái người nghèo nó lại khác nhau chỉ ở mỗi cái vấn đề tư duy thôi, chứ không phải là vấn đề tiền, đúng không các bạn? Vậy thì ba cái lý do sau sẽ giúp cho bạn trở thành người giàu hay là trở thành người nghèo. Cái việc đầu tiên đó là gì? Không biết trân trọng đồng tiền. Cái người nghèo ấy là cái người mà nghĩ thì rất lớn nhưng lại không trân trọng đồng tiền, luôn luôn nghĩ kiếm là tôi về sau tôi phải kiếm thật nhiều tiền. Thế nhưng trong ví luôn luôn là gì? Có tiền lẻ nhưng mà các bạn không thật sự yêu thích nó. Các bạn cảm thấy rằng là 1, 2 nghìn hoặc là 5 nghìn ở trong ví các bạn ấy, các bạn nhầu nát đó, mặc kệ nó bởi vì nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Nhưng với thế giới người giàu khác, người ta tiết kiệm từng đồng, từng cắc một. Nếu là ở trong ví người ta có 1.000 đồng, người ta cũng xếp ngay ngắn, thẳng thắn cái đồng tiền đấy ra. Người ta dùng tay, người ta vuốt thẳng cái đồng tiền đó và người ta đút vào ví thật cẩn thận. Tức người giàu rất biết trân trọng đồng tiền, còn người nghèo thì coi thường những cái số tiền nhỏ. Nên dẫn đến là một người thì biết giữ tiền, còn một người thì luôn luôn bỏ cái tiền nhỏ đấy đi. Thì lâu dần nó thành cái thói quen. Và đấy chính là cái thói quen giết chết cái tư duy giàu có của các bạn. Cái thứ hai đó là ghi chép rõ ràng. Người giàu người ta ghi thật cụ thể. Ngày hôm nay tiêu bao nhiêu đồng vì cái gì? Người ta có những cột của thu, cột chi. Ghi đều đặn hàng ngày. Không phải là vấn đề là cho người kia 2.000 hoặc là mua rau 5.000 cũng phải ghi. Cái người nghèo người bao giờ người ta cũng tư duy là thôi ghi những cái thứ lớn thôi. Chứ còn cái thứ nhỏ không ghi. Nhưng người giàu người ta ghi chi tiết. Ngày hôm nay tiêu hết 15.000 tiền gì, ngày mai tiêu hết 30.000 tiền gì, người ta ghi rất rõ ràng. Và cuối tháng có một cái con số cụ thể là người ta tính toán được là người ta cần phải hạn chế chi tiêu cái gì và người ta cần phải chi tiêu cái gì. Thì như vậy cái người giàu người ta có chi tiết rõ ràng, còn người nghèo thì không rõ ràng và không chi tiết. Cái thứ ba đó là sự chi tiêu hợp lý. Thì như thế nào là hợp lý? Thì người nghèo ấy là chi tiêu là theo cái quan điểm bốc đồng. Đi ra chợ nhìn thấy cái gì cảm thấy mình thích thì là mình chi. Đôi khi cái mình thích nó không cần, nhưng họ vẫn xuống tiền họ chi, bởi chỉ vì cái đồ, món đồ đó nó đẹp, cái món đồ đó nó bắt mắt, nên là họ sẵn sàng bỏ tiền ra để chi tiền ra để sở hữu cái món đồ đó. Nhưng người giàu thì ngược lại. Người giàu người ta phải biết rõ cái mục tiêu tại sao người ta mua cái món đồ đó. Mua món đồ đó để làm gì? Nếu không mua thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ hay không? Thì lúc đó họ mới xuống tiền, họ chi tiền về cái món đồ đó. Thì ba cái lý do sau nó làm cho con người người ta càng ngày đã giàu thì càng ngày càng trở nên giàu có hơn. Còn cái người nghèo ấy, đã nghèo thì càng ngày càng trở nên nghèo khó hơn. Các bạn hãy thử xem mình đang thuộc thế giới người giàu hay người nghèo, để chúng ta điều chỉnh lại cái phong cách. Thì thời gian tới các bạn sẽ thấy sao sẽ đổi ngôi. Các bạn sẽ dần dần biến chuyển từ một người nghèo trở thành một người giàu có về mặt tư duy trước. Sau đó thì về vật chất nó sẽ đi theo sau các bạn nhé. Nên là các bạn hãy áp dụng thật chi tiết và đầy đủ để cho cuộc sống của các bạn càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn.